Hello, thân mến chào các bạn. Đó, các bạn thấy mấy cái video clip hồi nãy nhìn hay không? Thú vị ha. Peter có rất là nhiều người hỏi Peter sau khi xem những cái clip mà Peter quay những cái hành trình mà đạp xe đạp của Peter đó, thì có nhiều bạn hỏi Peter, ủa anh ơi, anh quay với cái máy nào mà nhìn hay quá vậy, cũng giống như là có một người đi theo anh để quay. Nhưng mà thưa các bạn, là tất cả những cái đoạn phim mà Peter grab cho các bạn xem, ví dụ như những cái clip hồi nãy đó, các bạn xem đó là Peter tự quay hết, tự quay một mình, không có ai đi theo Peter hết. Thì nhiều câu hỏi mà tới ngày hôm nay thật sự là Peter không có thời giờ để làm, nhưng mà ngày hôm nay Peter nghĩ là nên chia sẻ với các bạn. Thì cái máy mà Peter đã dùng để quay những cái clip đó là một cái loại máy, nó gọi là loại máy quay 360 độ. Thì Peter đã dùng 2-3 cái version rồi, nhưng mà tới ngày hôm nay là cái hiện tại Peter dùng là một trong những cái Peter thích nhất, và chia sẻ với các bạn cái máy này, để mà nếu mà bạn nào mà muốn quay những cái đoạn giống như là mấy cái clip của Peter thì có thể mua để dùng. Và sau cái video này Peter sẽ làm những cái video kế hướng dẫn các bạn cách dùng những cái phụ kiện để mà mình quay ra được những cái clip hay, và mình xử lý những cái đoạn phim đó bằng cái app như thế nào ha. Thì cái máy mà Peter muốn giới thiệu cho các bạn nó là cái máy này đây. Nó gọi là Insta360 1X2, nó có cái số 2. Thì thưa các bạn, là nếu mà các bạn ngày hôm nay đi ra ngoài mua thì Peter không có recommend các bạn mua cái version X, mà Peter highly recommend các bạn mua cái version có số 2. Lý do nó có nhiều cái đặc điểm của cái máy số 2 này hơn là cái số 1, với cái số tiền chỉ chênh nhau khoảng chừng 100 đô, nhưng mà mình mua cái số 2 là hay nhất. Thì tất cả những cái đoạn phim, và nếu mà các bạn lên YouTube của Peter mà coi á, những cái đoạn phim mà Peter làm gần đây nhất á, là hoàn toàn 100% quay bằng cái máy này. Peter bắt đầu chơi máy quay 360 độ là khoảng chừng một năm nay. Trước đó thì Peter quay những cái máy mà giống như là Sony X3000, nhưng mà sau khi mà Peter tìm hiểu và khám phá ra cái loại máy quay 360 độ á, Peter mua và Peter trải nghiệm, và sau đó chỉ trong vòng khoảng chừng 1-2 tháng thôi là Peter bán luôn những cái máy quay khác. Là tại vì đối với Peter, cái máy quay 360 độ nó có quá nhiều cái hay, quá nhiều cái đặc điểm mà nó coi như là nó bao gọn hết tất cả những cái nhu cầu của Peter. Dĩ nhiên là nếu mà các bạn chơi GoPro hay là chơi Sony X3000 hay là những cái loại máy đó thì nó cũng có cái hay riêng của nó cũng có những cái đặc điểm riêng của đó. Nhưng mà đối với lại Peter, những cái nhu cầu mà hiện Peter đang cần dùng á, thì hoàn toàn là cái máy một cái máy Insta360 1X2 này là làm đủ hết việc cho Peter. Hồi lúc trước á, cách đây một năm á, Peter mua cái máy cũng cái hiệu Insta360, nhưng mà cái mẫu nó gọi là Insta360 1R. Đây Peter chèn cái hình vô cho các bạn coi. Thì Peter dùng cái 1R đó là cái đầu tiên 360, và Peter mua đầy đủ cái phụ kiện cho nó hết, những cái lens rồi tất cả những cái đồ để mà dùng nó. Thì Peter quay được cũng khoảng chừng 4-5 cái
cái đoạn phim mà Peter về Peter rap, thì ngay lập tức là sau khi Peter dùng cái đó xong là Peter đã rất là ấn tượng rồi, Peter đã thích lắm rồi, cho nên Peter nói là không có thể nào mà dùng cái loại nào khác ngoại trừ loại máy quay 360. Thì trong cái giai đoạn đó thì nó có cái mẫu mẫu này, nhưng mà chỉ là cái X thôi. Ok, thì cái mẫu X, cái mẫu One X này á, thì ngay cái điểm đó đó nó không có bằng cái One R mà Peter dùng. Ok, tại vì cái One R của Peter dùng á, là nó ngon hơn, nó có nhiều cái function hơn. Thì sau khi Peter dùng cái One R đó được khoảng chừng 6 tháng, thì có một hôm á, Peter đạp xe đạp á, thì Peter bị rớt xuống. Thì như các bạn biết là cái máy quay 360 nó có hai mặt, nó có hai cái con mắt, nó hai cái lens, thì một trong những cái lens đó nó bị chảy. Thì ngay lập tức, ngay cái lúc đó là cái máy này nó ra, cái máy mẫu số 2 này nó ra. Và khi nó ra như vậy á, Peter lên Peter coi lại những cái thông số, thì Peter thấy là wow, cái số 2 này nó hay, không những là nó hay mà nó còn hay hơn cái mà hiện Peter đang có là cái One R đó. Peter thấy cái này nó hay hơn, thì Peter mới nghĩ là thôi bây giờ Peter bán cái bộ kia thì để lấy cái này. Nhưng mà lúc mà Peter bán là Peter cũng có nói rõ với lại cái người mua là một trong những cái lens này nó hơi bị chày một chút xíu, máy vẫn hoạt động tốt nhưng mà nó chơi hơi bị chày một chút xíu, mày chịu mua thì mày mua. Thì dĩ nhiên là Peter bán với một cái giá là khá rẻ, là tại vì Peter chịu lỗ, tại vì thật sự là cái đó nó đối với Peter nó đã chày một chút xíu rồi, thì nó không còn được hoàn hảo, thì Peter bán cái đó đi. Peter lấy cái số tiền đó, Peter bù vô. Hình như Peter bù vô có khoảng chừng 50 thôi để đi mua cái này. Ok, và từ khi Peter mua cái này xong rồi là Peter hoàn toàn 100% hài lòng với lại cái setup của Peter. Tại vì cái này nó rất là gọn, rất là nhỏ. Dĩ nhiên là cái hộp này là Peter đã mở ra rồi, tại vì Peter đã dùng cái máy này trong vòng 4 tháng nay rồi, 4-5 tháng nay rồi. Mà tới ngày hôm nay Peter mới nhớ để làm cái video cho các bạn. Thì cái hộp này Peter đã unbox rồi. Ok, Peter đem ra để cho các bạn thấy cái hộp nó như thế nào, và coi sơ sơ ở trong nó có cái gì, và giới thiệu cho các bạn những cái chức năng của nó, cộng với lại chia sẻ với các bạn một số cái clip để các bạn thấy được cái sự lợi hại của cái máy 360 và nó có thể làm những cái việc như thế nào. Thì cái đây là cái hộp của nó. Hiện bây giờ trên thị trường, nếu mà các bạn lên mà mua mà mới toanh á, thì cái bộ này nó bán khoảng chừng 420 đô là cái hộp này đây. Nhưng mà ngày hôm qua đó Peter ngồi cà phê với lại một người bạn của Peter, là anh là bạn Nick á, thì Nick thấy những cái đoạn phim Peter quay, Peter Nick thích quá, cho nên Nick đi lên B&HP, Nick cũng đã mua một bộ ngay ngày hôm qua rồi, thì một vài ngày nữa là B&H nó sẽ gửi về cho Nick. Thì đó chứng tỏ cho thấy là Peter không có quảng cáo rầm rộ, Peter chỉ cho anh em thấy những cái clip, và anh em thấy những cái clip nó làm được những cái việc như vậy đó, và anh em thích anh em mua thôi. Thì nếu mà các bạn nào mà muốn mua ủng hộ cho Peter, thì Peter để cái link vô dưới description đó, thì các bạn mua thì dùng cái link đó mà mua. Tại vì nếu mà các bạn dùng cái link đó mua thì các bạn chẳng có tốn thêm đồng cắt nào hết á, nhưng mà nó ủng hộ cho Peter, tại vì Peter có một chút commission của cái chỗ mà các bạn mua vậy thôi, chứ không có gì hết. Thật sự mà nói thì commission chẳng bao nhiêu hết á, còn ít hơn là cái tiền cà phê các bạn mua cho Peter nữa. Ok, anyway, bạn mua như thế nào Peter không có care lắm. Ok đó, thì nhưng mà Peter để cái link xuống, tất cả những cái link xuống dưới description cho các bạn mua, kể cả cái máy, kể cả những cái phụ kiện. Lát nữa Peter sẽ giới thiệu những cái phụ kiện cho các bạn luôn. Nhưng mà đây là cái hộp Peter đã unbox rồi, để mở ra cho các bạn xem nó có cái gì trong này. Ok, dĩ nhiên là trong cái hộp đây là cái máy nè. Ok, cái máy nó như vậy đây. Ok, Peter bỏ xuống ha, lát nữa nói tiếp. Trong cái hộp này nó cho mình là dây charge nè. Cái máy này charge bằng USB-C. Ok, cái hay của cái máy này nữa là mình có thể charge và mình có thể quay cùng lúc luôn. Có nghĩa là nếu mà các bạn có cái power bank, có cái cục charger, các bạn có thể cắm vô để charge, để vừa charge vừa quay. Nhưng mà Peter nói thật với các bạn là cái cục pin của cái máy này tuyệt vời luôn. Hồi xưa giờ Peter dùng những cái máy action cam và tất cả những cái đồ mà để dùng để mà làm việc ở ngoài đường của Peter, là cục pin là một trong những cái yếu tố mà cần thiết nhất. Nhưng mà cái cục pin của cái này á, nó bền dễ sợ luôn, mà nó lâu, cho nên á Peter có mua thêm hai cục pin extra nữa. Đây, thôi bây giờ khoan nói tới cái này đi, để mà mình nói cho nó xong cái này.
Lát nữa video trở lại cái vấn đề pin. Thì trong cái hộp này á, nó cho mình cái nắp. Cái nắp này á, để làm chi biết không? Để mà khi mà mình không quay á, mình che cái này. Đó, nó không có bị hư cái lens. Tại vì cái máy 360 á, cái đặc điểm của nó là nó có hai cái lens, cái mặt, một mặt bên này và một mặt bên này, để lúc mà nó quay á, nó quay tổng thể luôn 360 độ. Thì nó cho mình cái cap này. Rồi nó cho mình cái bao neoprene này. Cái bao này rất là êm luôn. Cái bao này thật sự Peter thích hơn là cái cap. Peter thật sự có cái cap nhưng mà để ở nhà không có dùng, không có đem theo. Peter thích cái này hơn là tại vì cái này á, mình chỉ cần bọc nó lại một cái vậy thôi là gọn gàng, mình bỏ trong túi, mình đi đâu mình cần quay cái mình rút ra cái là xong ha, mình bấm quay là xong. Đây là cái túi nó cho thêm. Và dĩ nhiên là ở trong cái hộp này nó sẽ cho mình cái quyển sách cách dùng. Cái Peter thì thật sự mua nhiều thứ lắm mà về chẳng bao giờ đọc cách dùng hết đó, chỉ muốn hiểu cái gì là mình tự mình trải nghiệm. Còn cái gì mà khó khăn quá mình không hiểu mình lên YouTube mình hỏi. Ví dụ như các bạn mà không hiểu gì thì cứ lên YouTube mà hỏi nha. Còn Peter hiểu cái gì Peter chia sẻ cho các bạn. Ở trên cái hộp này nó có ghi rõ những cái chức năng đặc điểm của cái máy này. Nhưng mà thưa các bạn, cái máy này nó hay, nó nhiều cái hay đến nỗi mà Peter có thể phải kể 2-3 cái video mới được. Nhưng mà để mà Peter đọc cái chức năng ở trên cái hộp này để cho các bạn hiểu. Thì cái máy này nó quay là 5.7K 360 độ mà 5.7K. Nó có một cái bộ chống rung, nó gọi là Steadicam Mode. Mà cái chống rung này là tuyệt vời luôn. Như các bạn coi những cái clip mà Peter đạp xe đạp đó, như các bạn thấy là đạp xe đạp lúc nào nó cũng dằn dằn rung rung, nhưng mà cái đoạn phim ra vẫn là êm. Thì ở trong cái bộ xử lý ảnh, xử lý cái clip á, là nó có một cái hệ thống nó gọi là Flow State Stabilization, là chống rung Flow State của cái thằng Insta360 này. Peter cảm thấy nó hay, rất là tuyệt vời luôn. Khi mà mình cắm cái máy này, mình dùng với lại cái cây này. Cái cây này nó gọi là invisible stick, có nghĩa là không thấy, invisible ha. Thì khi mà mình dùng nó như vậy nè, mình quay á, thì tất cả những cái đoạn clip mình á sẽ không có thấy cái cây này, là tại vì á cái cây này nó gọi là invisible, mà trong cái software nó làm hết. Nó khi mà mình chỉ lo mình quay thôi. Thì như các bạn thấy đây nè, để Peter để cái clip lên cho các bạn coi nè. Peter đang cầm cái cây nè, đang quay nè, nhưng mà các bạn thấy là trong hình ảnh không có thấy cái cây mà chỉ thấy cái đoạn phim thôi. Ok. Đó là một trong cái đặc điểm của máy quay 360 và cái Invisible Stick. Hồi nãy Peter có nói rồi, các bạn nên mua cái mẫu mới này, là tại vì cái mẫu mới này chống nước, hoàn toàn chống nước. Tại vì cái thiết kế của cái mẫu này nó bao phủ và nó có những cái gioăng để chống nước rất là tốt luôn. Mình có thể xuống nước để quay. Mưa gió gì cũng không có sợ luôn. Peter có quay, có đi đạp xe đạp mà những cái ngày mà nó không có được khô lắm, nó hơi ẩm ẩm ướt ướt mà về nhà máy vẫn tốt. Cái máy này nó có hai cái hệ thống để mà mình xử lý cái clip. Đó là một đó là mình có thể dùng cái nó gọi là Insta360 Studio. Cái đó mình install ở trên cái máy bàn của mình. Thì Peter ở nhà Peter dùng cái Insta360 Studio để mà ráp hết tất cả những cái phim. Nhưng mà nếu mà các bạn nào thích đó, mình cũng có thể dùng cái app ở trên cái iPhone để mà mình ráp edit những cái clip ha. Và trên cái app á, Peter nói á, là trên cái app của Insta360 hay lắm, tại vì nó có những cái nó gọi là, Peter quên cái tên rồi, nhưng mà nó có những cái effect mình có thể dùng, là mình quay xong mình dùng cái đó là nó ráp thành một cái đoạn phim cho mình luôn. Rất là độc đáo luôn. Cái độc đáo của cái máy này nữa mà Peter nhận xét á, là cái âm thanh thâu nó tuyệt vời luôn. Tại vì á, nó còn hay hơn là cái âm thanh của cái thằng One R. Tại cái thằng One R mà nãy Peter có nói á, cái thằng One R đó nó chỉ có 2 microphone thôi, trong khi cái thằng này nó có tới 4 cái microphone để mà thâu âm thanh. Thì đây là một cái của cái mặt này. Ở bên này là một cái của cái mặt này. Bên này là một cái. Đó, như các bạn thấy nè. Và bên này một cái. Có nghĩa là nó có hai cái microphone, mỗi cái hàng một bên. Và hai cái microphone nữa là một cái mặt này, một cái mặt này. Thì với bốn cái microphone như vậy á,
các bạn có thể quay 360 độ và thâu cái âm thanh rất là hay luôn, là tại vì có nhiều cái đoạn á Peter kéo nguyên cái cây này ra như vậy nè, để rất là xa, nhưng mà Peter nói chuyện thâu vô vẫn âm thanh vẫn chấp nhận được, nghe vẫn nghe rõ. Dĩ nhiên là nếu mình để gần mình thâu thì nó hay hơn, nhưng mà một trong những cái đặc điểm của cái máy này Peter cảm thấy là cái âm thanh nó hay, hay đến nỗi mà Peter không có cần phải mua thêm micro gì nữa hết á. Cái đặc điểm thứ hai của cái máy này trên cái máy One á, đừng có mua cái One X, mua cái One X2, là tại vì nó có cái touch screen. Cái screen này á, là bự hơn, không những là bự hơn nhưng mà cái này là touch sensitive, và mình lựa chọn những cái chức năng á, nhanh hơn, và nó rất là nhạy, rất là dễ. Có nhiều cái touch screen á, mình bấm hoài nó không ăn, nhưng mà cái touch screen này á, nó khắc phục và nó ấn rất là chính xác. Không những chính xác mà nó lại rất là nhạy, rất là ăn, mình không có cần phải bấm nhiều lần. Thì đây là một trong những cái nâng cấp mà nó có trong cái máy này. Cái touch screen của cái máy này rất là hay mà dễ, rất là dễ dùng. Cái menu trong cái máy này thật là tuyệt vời luôn. Peter sẽ làm một cái video kế để hướng dẫn các bạn cài đặt, nếu mà bạn nào mà mua cái máy này cài đặt setting những cái mà Peter hay dùng ở trong cái menu. Cái này mình có thể dùng time lapse ha, hoặc là hyperlapse. Thì Peter khoan nói sâu về cái đó Peter sẽ dành cho những cái video kế. Thì với những cái action camera thời buổi này á, là lúc nào nó cũng phải có những cái chức năng gọi là time lapse và hyperlapse. Cái này nó có một cái nó gọi là voice command, hay có nghĩa là khi mà mình bật cái voice command lên ở trong menu rồi á, mình chỉ cần nói, mình không cần phải đụng vô cái máy, mình chỉ cần nói record là nó thâu ha, nó nghe được cái tiếng nói của mình và nó tự nó thâu. Khi mà mình nói stop recording thì nó ngừng. À, có nghĩa là tay mình không cần đụng. Lý do là tại vì nó là một cái loại action camera. Thì action camera nhiều khi mình đeo ở trên đầu, nhiều khi mình để nó vậy nó xa ha, hoặc là nhiều khi mình gắn trên cái ghi đông xe đạp. Rồi nhiều khi mình đang đạp xe đạp, mình không có muốn đụng bỏ tay ra để mình bấm. Thì nó có cái voice command, và Peter có dùng cái voice command mà rất là hiệu quả luôn. Mình nói một cái là nó quay, và mình nói một cái là nó stop. Ở trên cái hộp này nó có một số cái hình ảnh nó minh chứng cái cách dùng của cái máy này nè. Như các bạn thấy nè, mình có thể dùng cái máy này nè, mình tự quay mình selfie nè, đó. Rồi mình có thể gắn cái máy này lên cái helmet khi mà mình chơi trượt tuyết nè, hoặc là như Peter đạp xe đạp, Peter cũng gắn lên cái helmet để Peter quay 360 độ. Rồi cái này là các bạn gắn lên cái selfie stick nè, giống như vậy nè, đó. Rồi các bạn đứng ở giữa ha, một đám đông hoặc là một cái buổi tiệc gì đó, các bạn quay là các bạn quay được hết tất cả mọi người đứng chung quanh bạn luôn, như là cái hình này. Và đây là các bạn có thể quay chạy theo một đứa trẻ ngoài biển chơi nè, cái này mình cầm trên tay mình quay thôi đó. Đây là cái hình mà nó minh chứng là mình có thể gắn lên cái xe mô tô nè, như Peter gắn lên xe đạp nè. Nhưng mà nếu mà các bạn ở Việt Nam mà lái Honda hoặc là chạy xe mô tô á, thì có thể gắn lên đó ha. Và đây mình có thể gắn cái này mình trên xe hơi nè, khi mà mình đi chơi gia đình du lịch gì đó, mình có thể quay những cái đoạn lái xe là mình gắn lên, tuyệt vời lắm các bạn ơi. Mình mua những cái đồ để gắn lên thì dễ hơn, là tại vì cái loại này nó dùng cái mount của GoPro, ok. Thì mình mua những cái đồ để mình gắn lên rất là dễ. Cái thiết kế của cái máy này tuyệt vời lắm các bạn. Nó hay hơn cái One R và nó hay hơn cái mẫu One X. Cái này là mẫu One X2. Nó thiết kế rất là chắc chắn và cái mẫu mã của nó đẹp và nó cầm rất chắc tay. Peter đã làm rớt cái máy này cũng 3-4 lần rồi đó. Như tuần vừa rồi Peter đạp cái cung 100 miles Santa Barbara đó, Peter làm rớt cái này 2 lần. Mà rớt 3-4 lần tới ngày hôm nay rồi mà cái máy này vẫn hoạt động tốt. Và thưa các bạn là rớt mà Peter nhìn lại không thấy nó chầy chụa gì hết, tại vì nó làm bằng một cái chất nhựa rất là tốt, rất là chắc chắn. Và chung quanh cái máy này nó bo bằng một cái lớp silicon nhựa, mà loại silicon nhựa rất ngon lành luôn. Ok, để Peter sẽ chia sẻ với các bạn một chút xíu. Hồi nãy Peter nói về micro rồi đó, nó có 4 cái micro, ok, một cái bên này, một cái bên này, một cái đây và một cái đây. Đây là cái nút mà bật on nè, bật máy lên nè, ha.
Ở bên này á là cái speaker. Ok, cái loa. Ok. Nhìn qua mặt bên này, mặt bên này á nó có cái cửa, cái cổng này. Cái cổng này mình mở ra thì ở trong cái này á là cái USB C charging. Ok, mình cắm vô để mình charge. Hồi nãy Peter nói rồi á, khi mà mình charge mình cũng có thể quay nữa. Ok. Và cái nắp này mình đóng vô, tại vì nó có cái gioăng này, đóng vô á là nó waterproof luôn. Cái mẫu cũ á, cái mẫu One X á, cái chỗ mà charge á nó nằm ở ngoài, cho nên nó không có waterproof. Ok. Còn cái mẫu này nó nằm ở trong. Đây là cái nắp pin nè. Chỗ mở pin nè. Thì nó có hai cái chốt. Ok. Mình kéo hai cái chốt nó qua. Thì Peter làm rất là nhanh, rất là dễ, tại vì để hai cái móng tay mình bóp một cái, đó là nó ra. Và như các bạn thấy là cục pin nè, cục pin này nó bự hơn là cái cục pin One X gần như là gấp đôi luôn, cho nên cái dung lượng nó trì hơn và dùng lâu hơn. Ở trong này á, là cái chỗ mà mình để cái thẻ micro USB nè, thì mình bấm cái thẻ nó ra. Đây là cái thẻ, đây thẻ micro USB nó nằm ở đây. Hiện bây giờ Peter có cái thẻ micro USB SanDisk Extreme Pro 128 GB. Mà thưa các bạn là Peter chỉ cần cái thẻ một thẻ này thôi. Peter recommend các bạn mua cái 128 này, tại vì mình sẽ không bao giờ dùng hết nó trong một ngày. Ok, mình quay xong mình về mình thả, mình bỏ xuống máy bàn của mình, là mình format cái này đi là mình dùng tiếp. Thì chỉ cần mua một thẻ 128 thôi, Peter quay là khá nhiều đó mà chưa bao giờ dùng hết cái dung lượng. Thì bỏ cái thẻ này vô cũng rất là dễ thôi. Nó nằm ở đây nè, đó, như các bạn thấy. Ok. Và nó nằm kín ở trong này, khi mà mình đóng cái nắp này vô là nó hoàn toàn nó waterproof, chống nước. Như các bạn thấy là nó có cái gioăng nè, ngay cái cục pin này nó có cái gioăng màu xanh dương nè. Cái gioăng này là để lúc mà mình bấm vô là nó dính. Thì thưa các bạn, trong cái lúc mà mình quay á, mình thay pin cũng nhanh lắm, mà tại vì không cần phải ngừng để thay, tại vì cái cách mà nó thiết kế cái này á, cũng dễ lấy ra lắm. Để hai cái móng tay vô đây, bóp cái là rớt ra. Đó, rớt ra. Xong mình lấy cục khác gắn vô là xong. Hồi nãy Peter có nói pin á, là nếu mà các bạn chơi cái này á, Peter recommend á, mua thêm extra pin. Thì Peter có mua một cái bộ pin nó gọi là Wasabi. Thì mua cái pin này nó có cái lợi cái là nó cho mình cái cục charger và nó có cái sợi dây charge USB-C ha. Nhưng mà cái này á, mình mua cái này nó cho mình cái cục charger và nó cho mình hai cục pin. Thì cái mẫu mà Peter dùng là cái mẫu này đây, Wasabi. Thưa các bạn á, là Peter thấy nó cũng rất là bền. Dĩ nhiên là cái này nó không có bền bằng cái cục pin Jean, nhưng mà Peter cảm thấy nó cũng khá tốt đó, dùng cũng ok lắm. Có thể nói là nó không có lâu bền như là cái thằng kia, nhưng mà trong cái tình huống mà mình cần thiếu pin á, thì hai cái thằng này đủ làm cái việc cho mình. Nhưng mà cái hay Peter thích đó là tại vì nó cho mình cái charger, trong khi mua cái bộ Insta360 nó không cho mình cái charger. Và cái charger này á, mình cắm vậy nè, cắm vô và mình cắm cái dây USB-C mình charge. Thì cái link của cái Wasabi này Peter để xuống cho các bạn mua luôn. Ở ngoài thị trường á, bây giờ nó cũng có nhiều cái loại action cam lắm, nhưng mà action cam mà chuyên dùng về 360 thì theo như Peter biết á, là nó có Insta360 nè, và GoPro á, thì nó có cái GoPro Max. Ok. Peter chưa có dùng cái GoPro Max cho nên Peter không có thể so sánh và nói với các bạn là cái nào hay hơn cái nào. Peter chỉ có cái này và Peter hoàn toàn hài lòng với cái này, tại vì á, Peter đã thấy cái hình thù của GoPro Max rồi. Peter cũng đã có một người bạn có cái GoPro Max và đạp trong cái hội với Peter và có dùng, và Peter thấy. Thì thưa các bạn á, là dựa trên cái hình thù thôi thì Peter không thích cái mẫu mã kia, mà Peter thích cái mẫu mã và cái cách thiết kế của cái thằng này hơn. Còn dĩ nhiên là cái thằng GoPro Max thì Peter nghĩ là quay là cũng đẹp lắm rồi đó. Nhưng mà sau khi Peter dùng cái Insta360 này và Peter nằm ở trong cái hệ thống của nó và Peter dùng cái studio của cái Insta360 này, Peter cảm thấy rất là hài lòng. Cách dùng nó cũng khá, mới đầu thì nó hơi rườm rà, nó hơi khó hiểu, nhưng mà sau khi mình ráp được một phim rồi là mình biết cách dùng rồi. Thì
ở ngoài thị trường bây giờ, nếu các bạn muốn chơi 360 thì các bạn có hai cái lựa chọn mà Peter nghĩ là hay nhất, đó là Insta 360 One X2 hoặc là Insta 360 One R hoặc là GoPro Max. Cái chức năng mà Peter thấy cái này hay là hơn là cái One R mà Peter dùng, đó là cái One R khi mà mình muốn quay á, là mình phải bật nó lên, mình phải bật on rồi mình mới quay, rồi mình bật on rồi mình bấm cái nút quay. Còn cái thằng này á, mình không cần phải bật cái máy lên, như các bạn thấy là cái máy nó ngưng nè, nhưng mà mình bấm đây, hồi nãy Peter quên nói là đây là cái nút mà để mình bấm để record nè. Thì á, cái thằng này nó hay cái là mình không cần phải bật nó on, mình lúc nào nó cũng trong cái từng cái trạng thái tắt như vậy. Nhưng mà ví dụ như mình ra ngoài đường mình thấy cái gì hay, cái mình chỉ cần bấm một nút cái, như Peter bấm cái nè, và nó tự động nó khởi động, và chỉ trong vòng khoảng chừng 5-6 giây là nó quay đó. Và khi nó quay á là nó có cái đèn đỏ chớp cho mình, báo hiệu cho mình thấy. Thì á, đối với Peter cái đèn đỏ chớp như vậy á là rất là cần thiết, tại vì á lúc mà mình đang chơi action mình cần nhìn coi là cái máy mình nó có đang quay hay là nó đang ở trong trạng thái ngừng. Mà nếu mà mình không có cái cách nào nhìn á thì mình không biết ha. Thì cái thằng này nó hay cái là nó cho mình cái đèn đỏ chớp chớp một mặt và hai mặt. Thì với cái đèn đỏ chớp chớp như vậy á, là như các bạn biết á, là hiện bây giờ cái máy nó đang quay. Và như các bạn thấy là khi nó đang quay á, là cái màn hình này nó sẽ tắt đi để ăn chi, nó tiết kiệm pin. Ok, mình đâu, lúc mà mình quay rồi mình không có cần phải nhìn vô đây nữa. Mình chỉ có chú ý tới cái công việc action của mình chú ý tới cái công việc chơi của mình đang chơi thể thao, mình đang đạp xe đạp, mình không có cần phải nhìn vô cái màn hình chi nữa. Lúc này là mình chỉ cần nhìn liếc qua đây mà mình thấy nếu mà nó chớp chớp đỏ có nghĩa là nó đang quay. Và vì lý do gì đó nếu mà mình cần phải chỉnh thì mình chỉ cần bấm đụng nhẹ vô cái screen là nó sẽ hiện lên. Nhưng mà sau 3 giây á mình không đụng tới nó, như các bạn thấy nè, sau 1-2 giây, 3 giây gì đó nó tự động nó sẽ tắt cái màn hình để nó tiết kiệm pin. Đây là cái chức năng Peter rất là thích, là tại vì á Peter hiện bây giờ quay á là lúc nào Peter cũng để ở cái chế độ này hết. Peter không có bật máy lên mà Peter quay. Ví dụ như giờ Peter quay cái đoạn này Peter muốn ngừng thì Peter không cần phải tắt máy. Đó, như các bạn thấy là cái màn hình nó tắt nè. Như các bạn biết á là hiện giờ đang quay, nếu mà Peter muốn ngừng máy, không muốn quay nữa thì Peter chỉ cần bấm cái nút này một lần nữa là tự động cái máy nó ngưng cái đoạn phim đó, và tự động cái máy nó tắt luôn, 100% tắt luôn. Thì với cái cách dùng như vậy á, cái cục pin này Peter quay cả ngày luôn. Peter thậm chí quay 6 tiếng đồng hồ, dĩ nhiên là mình quay nhiều đoạn tắt lên tắt xuống chứ mình không có để cho nó chạy nguyên 6 tiếng. Nhưng mà trong 6 tiếng đạp xe đạp của Peter quay 100 đoạn phim, 100 đoạn. Mà mỗi đoạn khoảng chừng 20 giây, có đoạn 1 phút, có đoạn 15 giây, có đoạn dài hơn một chút. Nhưng mà tổng cộng là Peter có thể quay lên 100 đoạn video mà cục pin không hết. Với cái chức năng mà mình chỉ cần bấm một cái là nó bật lên nó quay. Đó nè, nó khởi động nè. Sau mấy giây á là nó quay. Đó, nó quay. Ha, 1 2 3 mình cho nó quay khoảng chừng 5 giây, 10 giây gì đó. Xong mình bấm cái tự động cái nó ngừng quay. Nó save cái clip đó và nó tự động nó tắt. Như vậy á là cái thao tác mà tốt nhất cho cái máy action camera và tiết kiệm pin. Một cái Peter cũng cần nhắc nữa là khi mà mình bấm để mà mình quay á, không những là cái đèn nó chớp chớp đỏ cho mình biết, nhưng mà khi mình bấm quay á nó sẽ báo cho mình biết đó, với một cái tiếng beep để mà nó báo cho mình biết là nó đã quay, nó đang quay. Và khi mà mình ngừng á, mình bấm cái á, nó sẽ có cái tiếng beep, cái kích tích tích ba bốn cái tiếng beep cho mình biết á là nó ngừng. Lý do Peter nói vậy là rất là quan trọng, là tại vì không phải là lúc nào mình cũng nhìn vô cái máy. Mà nhiều khi Peter đeo cái máy trên đầu,
thì mình họ dĩ nhiên là Peter đeo trên đầu, Peter quay thì Peter sẽ không thấy cái led màu đỏ rồi đúng không? Nhưng mà Peter bấm cái nút mà quay á, nó sẽ lên một cái tiếng beep beep là Peter biết là à đang quay. Xong rồi á, lát nữa Peter bấm một cái để tắt á thì nó sẽ lên cái tiếng là beep 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 cho mình biết là ngừng máy. Ok, cho nên đó cũng là một trong những cái quan trọng. Nếu mà các bạn không dùng á, thì các bạn sẽ thấy cái đó là chuyện bình thường. Nhưng mà khi mà mình trong cái giai đoạn thao tác á, những cái chi tiết đó là những cái mà nó nói lên được cái sự hay của cái máy quay. Tại vì chỉ có trải nghiệm thì các bạn mới hiểu cái ý của Peter thôi. Còn nếu mà các bạn không trải nghiệm mà các bạn chỉ có đọc thông số trên mạng mà không có dùng qua thì các bạn không có thấy những cái điểm Peter nói là quan trọng. Nhưng mà đối với Peter là những cái chi tiết nhỏ đó đó nói lên được cái sự tốt của cái máy, và khi cái người đó design ra cái máy nó đã nghĩ ra được những cái yếu tố cần thiết cho những người dùng. À, cái này nó có một cái độc đáo nữa. Nãy giờ các bạn thấy là Peter khen không à? Không khen không được, là tại vì cái máy này nó quá hay đi. Cái máy này á, nó là giống như là one in, two in one vậy đó. Cái máy này á, nó chế ra là quay 360 độ. Nhưng mà các bạn có thể dùng nó như là một cái GoPro. Lý do là tại vì cái máy này nó có cái chức năng giống như GoPro. Mình chuyển 360 thành 150. Ok, mình quay 150 độ. Thì khi mà mình chọn 150 độ á, thì nó sẽ dùng có một mắt thôi. Ok, nó chỉ dùng một lens thôi. Ví dụ như giờ mình muốn dùng cái này giống như là GoPro á, thì mình chọn cái lens bên này nè, và mình nhìn cái màn hình này thì mình có thể quay như là GoPro. Cái máy này quay GoPro. Thì khi mà các bạn chọn qua 150 á, hình ảnh nó còn đẹp hơn nữa, là tại vì lúc đó nó dồn hết tất cả những cái megapixel 5.7 megapixel vô trong một cái lens thì hình ảnh đẹp. Và thưa các bạn là Peter đã dùng cái chức năng đó rồi. Peter sẽ làm một cái video riêng và cho các bạn coi những cái clip mà Peter quay cái máy này mà trong cái chức năng GoPro. Đẹp lắm, hình ảnh rất là đẹp. Mà dĩ nhiên là khi mà mình chuyển qua 150 độ thì mình không có dùng 360. Mà một cái hay nữa là các bạn không, khi mà các bạn chuyển qua 150 độ, các bạn không cần phải dùng một lens. Các bạn dùng mặt này hoặc là mặt này, bằng cách là các bạn bấm cái màn hình kịch một cái là nó đổi lens cho các bạn, nó đổi cho các bạn. Đó rất là hay. Và với cái selfie stick á, thì các bạn có thể dùng nó như vậy nè. Các bạn dùng một cái cục giống như Peter có đây ha, gắn lên cái selfie stick. Và các bạn gắn cái này lên. Và bây giờ các bạn có thể, và các bạn chuyển cái này qua 150 độ và các bạn dùng như vậy thì các bạn quay selfie cái này, và các bạn có thể đi chơi quay với gia đình và hình ảnh rất là đẹp luôn. Các bạn không cần phải mua hai cái máy quay. Cái này nếu mà các bạn chuyển qua như vậy rồi là giống như là các bạn dùng cái Sony X3000 của Peter, hoặc là các bạn dùng cái GoPro vậy đó. Hình ảnh tuyệt vời luôn, mà âm thanh rất là hay luôn. Tại vì cái này hồi nãy Peter có nói rồi, nó có tới 4 cái micro lận. Bây giờ Peter chia sẻ với các bạn lý do tại sao mà các bạn nên mua cái mẫu X2 ha, 1X2 thay vì 1X. Nãy Peter có nói ngay cái đầu video rồi á, là nó chênh nhau có 100 đô thôi, nhưng mà cái trăm đô đó là một cái trăm đô rất là cần thiết. Các bạn nên mua cái mẫu này. Thứ nhất là cái design của cái máy số 2 này, X2 này, nó hay hơn nhiều. Ok, nó rớt gịt hơn và nó chắc chắn hơn. Peter đã làm rớt cái này 4-5 lần rồi nhưng mà chưa có hề hấn, chưa có bị hư gì hết á, vẫn xài thoải mái tuyệt vời. Kế tiếp á, là cái này nó chống nước, nó vô nước luôn. Không những chống nước chống mưa mà vô nước luôn ha, under the water luôn. Tại vì nó bao phủ một cái vòng silicon và nó có tất cả những cái gioăng. Và như các bạn thấy là cái thẻ nhớ bỏ vô và cái chỗ charge pin nó cũng được che đậy bằng cái nắp và có gioăng luôn. Trong khi cái mẫu cũ á, là vô nước không được ha, ước là hư là tại vì nó cái port mà để mà mình charge á, nó lòi ra ngoài. Cục pin của cái máy này chì hơn, như các bạn thấy nãy á, cục pin này nó bự hơn cái cục pin kia gấp đôi lận ha. Và nó có cái gioăng màu xanh dương nè, chống mưa chống nước. Cái đặc điểm của cái này là cái screen này bự hơn nhiều và dễ đọc, và nó là cái touch screen và nó nhạy.
mình bấm mình chỉnh, mình chọn những cái chức năng nó dễ và nó rất là nhạy. Nói chung ra là nếu ngày hôm nay mà Peter recommend các bạn mua một cái máy 360 độ thì có thể nói là trên thị trường bây giờ cái 360 độ ngon nhất là cái này. Còn cái GoPro Max á, thì Peter không có nói là nó dở, thậm chí có thể nó là rất là ngon đó. Nhưng mà Peter chưa có cái kinh nghiệm với cái đó cho nên Peter không có nói là cái nào ngon hơn cái nào. Peter chỉ có thấy cái này là hoàn toàn nó làm được tất cả những cái việc mà Peter đã làm và minh chứng cho các bạn qua những cái video của Peter đó. Các bạn vô channel của Peter và các bạn coi tất cả những cái đoạn video mà Peter đạp xe đạp với cái máy này á, thì các bạn sẽ hiểu được và thấy được cái chức năng của nó ha. Thì tới ngày hôm nay cái máy này các bạn có thể mua với cái giá là khoảng chừng 450 đô, nhưng mà các bạn cũng có thể tìm good deal Black Friday hay gì đó, có thể nó sale khoảng chừng 50 đô. Thì đối với Peter á, 400 đô cho cái máy này là thật là tuyệt vời, tại vì nó làm hết tất cả những cái công việc mà Peter cần làm. Rồi tới cái video này Peter ngừng nha. Peter sẽ làm một cái video chia sẻ các bạn tất cả những cái phụ kiện cần thiết cho cái máy này. Ok, rồi thân mến chào các bạn, hẹn các bạn trong cái video kế.